Sáng 27 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng, 33 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng HNA có trụ sở tại thành phố Huế. Theo điều tra, từ năm 2021 đến đầu năm 2022, công ty do Hoàng làm giám đốc hoạt động kinh doanh thua lỗ phải vay mượn tiền của bên ngoài. Khi đến kỳ hạn trả lại vay, do không có tiền nên Hoàng đã tìm cách vay tiền của người này để trả cho người kia nên số tiền vay ngày càng cao. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022, Hoàng liên tục đưa ra nhiều thông tin gian dối như vay tiền giùm cho anh trai, cần tiền trả nợ cho mẹ, vay tiền mua đất để vay của chị N, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Huế, tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, sau đó Hoàng đem trả nợ cá nhân hết. Ngày 27 tháng 4, tin từ Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho hay vẫn đang tiến hành triệu tập lấy lời khai những người có liên quan tới vụ hỗn chiến giữa đội bảo vệ của công ty khai thác cảng biển quốc tế An Thới với người dân buôn bán kinh doanh tại đây. Trước đó, vào chiều tối 26 tháng 4, có khoảng 300 người dân tập trung trước cảng biển quốc tế An Thới để phản đối chính sách cho thuê của bên khai thác cảng, thì bị lực lượng bảo vệ dùng nhiều loại công cụ hỗ trợ hành hung khiến khoảng 10 người bị thương. Trong đó có 3 người bị thương nặng được chuyển đến trung tâm y tế thành phố Phú Quốc cấp cứu và một người phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên vì bị xuất huyết não. Cảng biển quốc tế An Thới do liên danh công ty cổ phần đầu tư phát triển Namex và công ty cổ phần cảng Sài Gòn tiếp nhận khai thác sau khi trúng đấu giá kể từ ngày 19 tháng 4. Người dân tại cảng An Thới phản ánh những hộ kinh doanh trước đây được thuê với giá 500.000 đồng một tháng, nhưng khi liên danh hai công ty tiếp quản đã nâng giá cho thuê lên tới 60 triệu đồng một tháng và phải đóng trước 3 tháng là 180 triệu đồng. Bên khai thác cảng còn quy định xuồng đưa trước khách tại cảng phải nộp 2,5 triệu đồng một tháng, cano từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng, khách du lịch xuống cảng 35.000 đồng một lượt. Thậm chí khi ra vào khu vực cảng, người dân đều phải nộp tiền phí. Sáng 27 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt khẩn cấp ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 6001S, đóng tại đường 2A, khu công nghiệp Biên Hòa, phường An Bình, thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Lực lượng công an tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Hồng, thu thập các tài liệu liên quan để mở rộng điều tra các sai phạm liên quan xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai. Ông Dương Việt Hồng cũng là giám đốc của 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S, thành phố Biên Hòa, 6002S, thành phố Long Khánh, 6003S, huyện Định Quán, thuộc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai quản lý. Vào tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 23 bị can là nhân viên tại hai trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6005D thuộc phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa và trung tâm đăng kiểm 6004D phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ. Ngày 27 tháng 4, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ Lê Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình và Võ Thị Mỹ Dung, sinh năm 1972, ngụ huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, vào giữa tháng 2 năm 2023, chị T, sinh năm 1999, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú thành phố Thủ Đức, đang ở trong cửa hàng Fresh Food ở số 175 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức bán hàng. Lúc này, hai người phụ nữ đi xe máy tới cửa hàng, người ngồi sau đi vào vờ mua hàng. Lợi dụng lúc chị T không cảnh giác, người phụ nữ lấy hai điện thoại di động bỏ vào túi quần, rồi ra xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Bằng nghiệp vụ, ngày 21 tháng 4, công an đã bắt giữ được hai đối tượng gây án là Thảo và Dung. Ngoài vụ trộm ở cửa hàng chị T, hai nữ quái khai còn gây ra ít nhất 5 vụ gian cảnh trộm cắp tài sản ở các cửa hàng điện thoại di động, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, shop thời trang tại các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Tài sản lấy được hai đối tượng mang bán và chia nhau tiêu xài. Chiều 26 tháng 4, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đào Chí Tâm, 34 tuổi, thường trú khóm 1, phường 7, thành phố Bạc Liêu về tội giữ người trái pháp luật quy định tại khoản 2, điều 157 Bộ luật hình sự. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 23 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường 7 phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị thành phố Bạc Liêu tiến hành kiểm tra công trình của ông Đào Chí Tâm đang xây dựng tại thửa đất trên đường Hòa Bình, phường 7, thành phố Bạc Liêu. Khi lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ thì bị ông Đào Chí Tâm ngăn cản, không cho vào. Được sự trợ giúp từ lực lượng công an phường, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến vào bên trong công trình của ông Tâm để kiểm tra. Lúc này, ông Tâm bất ngờ khóa trái cửa, giam ông Nguyễn Trí Nhân, đội viên đội quản lý đô thị thành phố Bạc Liêu và ông Nguyễn Hoàng Vương, công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường phường 7 bên trong công trình.
Sáng 27 tháng 4, Tổng cục Hải quan cho biết Hải quan Nội Bài vừa cùng lực lượng chức năng phát hiện kiện hàng chứa hơn 11,8 kg sừng tê giác và 4,7 kg ngà voi nhập lậu được vận chuyển trên chuyến bay từ Doha, Qatar về Việt Nam. Trước đó, ngày 25 tháng 4, hành khách tên D nhập cảnh từ Doha về đến sân bay quốc tế Nội Bài có dấu hiệu nghi vấn. Khi tiến hành soi chiếu hai kiện hành lý của hành khách D qua máy soi xách tay, đội thủ tục hành lý nhập khẩu chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện hình ảnh nghi vấn là sừng tê giác ngà voi. Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, cơ quan hải quan đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật đến cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu, công an thành phố Hà Nội để điều tra xử lý theo quy định. Số lượng ma túy thu giữ trên tuyến hàng không trong 3 tháng đầu năm lớn hơn số lượng ma túy thu giữ của 5 năm trước cộng lại. Đặc biệt, trong 3 tháng gần đây, lượng ma túy thu giữ được rất lớn, lên tới hàng trăm ký một vụ. Đó là thông tin được Thượng tá Đoàn Tất Nam, Phó trưởng Phòng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết vào sáng 27 tháng 4. Theo ông Đoàn Tất Nam, tình hình tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không thời gian qua diễn biến rất phức tạp. Tội phạm ma túy thiết lập đường dây không phải ở trong nước mà từ nước ngoài vận chuyển ma túy về Việt Nam. Đối tượng chủ mưu cầm đầu đều là người Việt, sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài, sau đó móc nối với các đối tượng ở trong nước để vận chuyển ma túy về Việt Nam. Phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không rất đa dạng, phức tạp. Đối tượng lợi dụng loại hình du lịch, lợi dụng mua bán hàng ký gửi ở sân bay, lợi dụng vận chuyển hàng hóa qua công ty logistics để vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Lý giải nguyên nhân tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không diễn biến phức tạp, Thượng tá Đoàn Tất Nam cho biết do áp lực từ 4 trung tâm sản xuất ma túy của thế giới rất lớn, đặc biệt là châu Âu, là trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp để đưa ra thị trường thế giới. Với máy móc hiện đại, công nghệ tiên tiến, vì vậy chất lượng tinh khiết cao, độ phê cao, giá thành rẻ và đặc biệt từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không rất thuận tiện. Do vậy, tội phạm lợi dụng để vận chuyển ma túy về sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất. Cùng với đó, nguồn cầu về ma túy ở trong nước rất lớn, với hơn 200.000 người nghiện và gần 60.000 người sử dụng trái phép chất ma túy ở trong nước. Các đối tượng lợi dụng dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.